lần mà thôi. Kê Grant rất hay, bài pick and roll và điểm cuộc thi tiếp tục là Nguyễn Văn Hùng. Và Trần Đắc Cười đó không chưa được, rất sung mãn. Lần này thì sao, đến pha tiếp ứng của lại là Dominic Jones, rất khó cho Đinh Tiến Công vào thế rồi. Asa Thomas, vẫn là Thomas và lại là Dominic Jones. Lần này theo kèm anh là Tâm Đinh. Tâm Đinh đã phòng ngự tốt, không mấy khi mà chúng ta thấy Tâm Đinh cũng chưng là đẹp căng như vậy. Tâm Đinh và qua chân có tiếp ứng của Đinh Tiến Công nhiều hơn trong cộng đồng bóng Nam Việt Nam. Đẹp phản tốt của Tâm Đinh. Nguyễn Quang, Quang đang bị đá một tên một sân tổ vẫn chuyển ra và lại là cú đâm của Hassan Thomas. Nhưng chúng ta thấy cái xua tay từ ông Nguyễn Sơn Tùng, 6 điểm cách biệt. Victor Mico, Hassan Thomas, Thomas và Grant bay quay một chân, có điểm cho Hassan Thomas. Đã đang sẵn dần với Newport, Tâm Đinh cách end shot, thành công! Cú ném đa sinh bật đèn. Step và ném hai, tuyệt vời! Dominic Grant bắn chót khoảng trống cho Trần Đăng Khoa, chưa thể làm ngờ nhưng bóng lại về với Vinh Quang. Đội quá tốt, bỏ lỡ vẫn còn, tiếp tục là qua trận và lần này thì có Đinh Tiến Công. Đinh Tiến Công khỏe hơn, mạnh mẽ hơn, không thể qua được Vinh Quang. Hassan Thomas cơ hội cho hai điểm, chưa được rồi. Vẫn là Vinh Quang, lại là Hassan Thomas. Và lần này thì anh đã thành công. Đây sẽ là cơ hội để đội Việt Nam tuyển chọn lấy được chiến thắng. Dominic Tâm, hãy dừng. Đó là cách kết thúc trận đấu, một cách đẹp nhất, hoành tráng nhất. Và chiến thắng